Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Sau căn cước công dân gắn chip thì gần đây người dân lại nghe nói nhiều đến tài khoản định danh điện tử. Cũng từ đó xuất hiện nhiều câu hỏi. Tài khoản định danh điện tử khác với căn cước công dân gắn chip như thế nào? Đã có căn cước công dân gắn chip thì có cần tài khoản định danh điện tử hay không? Hãy cùng Thư viện pháp luật giải đáp các thắc mắc đó ngay sau đây. Trước tiên cần hiểu tài khoản định danh điện tử là gì? Theo Nghị định 59 năm 2022, thì tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập là số định danh cá nhân, mật khẩu được gửi qua tin nhắn SMS, được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản định danh điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác. Trong đó, tài khoản định danh điện tử sẽ có hai mức độ. Với mức độ 1 bao gồm các thông tin của công dân như là số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh chân dung. Mức độ 2 bao gồm các thông tin vừa nêu và có thêm thông tin về dấu vân tay. Và cũng theo Nghị định 59, thì việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 có giá trị chứng minh các thông tin của người đó. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. Như vậy thì tài khoản định danh điện tử mức độ 2 giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Mục đích của tài khoản định danh điện tử nhằm giúp công dân thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải điền lại các thông tin nhiều lần. Đáng chú ý hơn, công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Để sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 thì người dân cần tiến hành đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thông qua ứng dụng VNeID. Sau đó công dân đến trực tiếp tại cơ quan công an để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thư viện pháp luật đã có bài viết hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử. Mọi người có thể tham khảo tại phần mô tả nha. Tóm lại, hiện nay công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tương đương như thẻ căn cước công dân gắn chip. Việc đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử là không bắt buộc. Do đó, nếu đã có căn cước công dân gắn chip thì tùy theo nhu cầu, điều kiện của bản thân mà có thể đăng ký thêm tài khoản định danh điện tử để có thể thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử thuận tiện hơn. Lưu ý là nếu đã đăng ký tài khoản định danh điện tử thì trong quá trình sử dụng, công dân cần lưu ý không cung cấp mật khẩu cho người khác để đảm bảo bảo mật. Nếu mất kiểm soát tài khoản định danh điện tử của mình hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình thì cần báo ngay cho công an theo số 1900-0368 để được hỗ trợ. Đến đây video xin phép được kết thúc. Hy vọng rằng video sẽ giải đáp được các thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan đến tài khoản định danh điện tử. Và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi thêm các thông tin pháp luật tiếp theo trên kênh YouTube Thư viện Pháp luật nha. Xin chào và hẹn gặp lại.